Hoàng Phát và Ánh Xuân kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Gương sáng quân ta. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn biên tập viên Ánh Xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2023, tỉnh Ninh Thuận được giao tổng kinh phí thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là 829,6 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân 628,6 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch giao. Trong đó, vốn sự nghiệp giải ngân đạt 58%, vốn đầu tư giải ngân đạt 96%. Cụ thể, đối với vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 tỉnh Ninh Thuận được giao 433,9 tỷ đồng, đã giải ngân gần 298,6 tỷ đồng, đạt 69%. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân được 176,8 trên 205,5 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch giao, số còn lại chưa giải ngân dự kiến chuyển nguồn sang năm 2024 là 28,7 tỷ đồng. Đối với vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã giải ngân 153,2 trên 190,2 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch giao, số còn lại chưa giải ngân, dự kiến chuyển nguồn sang năm 2024 là 36,9 tỷ đồng. Tại tỉnh Bình Phước, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình giảm nghèo bền vững. Đến nay, các chương trình này đã giúp người dân ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Trong 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023, nguồn vốn của Trung ương và địa phương của cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã bố trí cho Bình Phước khoảng 2.900 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác giảm nghèo. Thông qua các nguồn vốn này đã kéo giảm rất sâu hộ nghèo của tỉnh. Tính đến cuối năm 2023, tổng số hộ nghèo của Bình Phước chỉ còn khoảng 1.100 hộ, chiếm 0,4% tổng số hộ dân. Thông qua các nguồn vốn của Trung ương và địa phương cũng đã hỗ trợ rất tích cực cho việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, cũng như tạo việc làm, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho những hộ nghèo, đồng thời góp phần duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đã góp phần trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cũng như chuyển dịch cơ cấu lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Bản tin tiếp tục với những tin tức trên lĩnh vực nông nghiệp. Những ngày đầu năm 2024, nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tập trung thu hoạch mía niên vụ 2023-2024 trong niềm vui vừa được mùa vừa được giá. Năng suất mía nhiều nơi đạt từ 90 đến 100 tấn trên 1 hecta, giá mía cao nhất kể từ trước đến nay, dao động từ 1.100 đến 1.200 đồng một ký, giúp hộ trồng mía có lợi nhuận từ 30 đến 40 triệu đồng trên 1 hecta. Hiện Ninh Thuận có 2.400 hectare mía để duy trì và phát triển diện tích vùng mía nguyên liệu. Nông dân trồng mía cũng đã được Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Phan Rang hỗ trợ cải tạo đất, chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía với mức hỗ trợ từ 1,5 đến 5 triệu đồng trên 1 hectare, hỗ trợ nhân giống mía sạch bệnh, giảm thiểu rủi ro bùng phát dịch, cam kết thu mua với giá bảo hiểm tối thiểu để bà con an tâm đầu tư sản xuất. Nhờ tổ chức sản xuất tập trung quy mô lớn và áp dụng công nghệ mới đã tạo đột phá về năng suất và chất lượng mía. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Những ngày này, người trồng nho trong tỉnh Ninh Thuận đang tất bật chuẩn bị hàng hóa để cung ứng cho thị trường Tết. Bên cạnh các loại nho xanh, nho đỏ truyền thống, Tết năm nay các loại nho mới chất lượng cao cũng được nhiều nhà vườn chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay các vườn nho Tết đều được mùa và giá cả cũng ổn định, giúp bà con cải thiện thu nhập và đón một cái Tết đầm ấm sung túc. Chuẩn bị cho vụ Tết năm nay, từ cuối tháng 8 âm lịch, trang trại nho Hoàng Yến đã cắt cành một sào nho xanh để cung ứng cho thị trường Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, ít mưa nên năng suất ước đạt khoảng từ 1,5 đến 2 tấn mỗi sào. Hiện nay vườn nho đã bắt đầu cắt bán theo đơn đặt hàng với giá trung bình 80.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, ước tính vụ Tết này, trang trại có lãi khoảng 90 triệu đồng. Với tình yêu cây nho cũng như là muốn tạo ra những sản phẩm nho đặc sản Ninh Thuận để cung cấp cho khách hàng ở trên cả nước thì vẫn luôn cố gắng để giúp cho cái vườn nho của mình canh tốt, cho năng suất cao và cung cấp cho các khách hàng trên 63 tỉnh thành. Tết năm nay trang trại nho Trí Hà chuẩn bị 3 giống nho chất lượng cao
phục vụ thị trường gồm nho hồng Nhật, nho ngón tay đen không hạt và nho mẫu đơn. Đây là những loại nho chất lượng cao thường được dùng để làm quà tặng nên giá bán khá cao và ổn định, từ 100.000 đến 250.000 đồng một kg. Với sản lượng ước tính từ 2,5 đến 3 tấn trái, vụ nho Tết này anh Trí thu nhập trên 400 triệu đồng. Những ngày cận Tết, anh vừa mở cửa đón khách du lịch, vừa cắt bán phục vụ nhu cầu làm quà Tết. Hiện giờ thì bà con đã làm số lượng cũng nhiều, và hướng tới nữa mình có thể là nhập cho siêu thị hoặc là những công ty hay gì đó, nói chung mình cũng có cái sự tính ra sau này. Người trồng nho cho biết canh nho vụ Tết rất khó do ảnh hưởng thời tiết mưa gió và dễ phát sinh sâu bệnh. Tuy nhiên do thời tiết năm nay thuận lợi nên cho năng suất sản lượng nho đạt khá. Ước tính dịp Tết năm nay, sản lượng nho cung ứng ra thị trường khoảng 8.500 tấn. Giá bán cũng giữ ổn định so với dịp Tết năm ngoái. Đặc biệt, nhiều nông dân nhanh nhạy chuyển hướng đầu tư phát triển sản xuất các giống nho mới theo nhu cầu thị trường, đồng thời chủ động liên kết sản xuất tìm kiếm cơ hội để tiêu thụ sản phẩm nên thu nhập tăng khá. Theo chúng tôi ước tính thì sản lượng nho cung cấp thị trường Tết năm nay là khoảng 8.500 tấn, bao gồm các cái sản phẩm nho phong phú các chủng loại. Bên cạnh đó thì các cái nhà cơ sở sản xuất, công ty cũng đang tăng tốc để mà chế biến các cái sản phẩm sau nho như là siro nho, mật nho. Ngành cũng đã phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan là tuyên truyền và hướng dẫn các cái hộ gia đình mà các cái vườn nho mà được giới thiệu, được chọn trước đây là cái điểm du lịch để mà kết nối, chuẩn bị vấn đề hoàn thiện các cái công tác hỗ trợ để mà hoàn thiện các cái điểm du lịch để mà chuẩn bị đón khách du lịch Tết. Nho Tết được mùa được giá là niềm vui với các nhà vườn sau một năm lao động vất vả. Đây là động lực giúp nông dân có điều kiện tái đầu tư chăm sóc vườn nho tốt hơn cho mùa vụ sau. Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu khai thác 127.150 tấn hải sản các loại. Để đạt kế hoạch đề ra, tỉnh tiếp tục khuyến khích ngư dân đóng mới, cải hoán, nâng cao công suất tàu cá và đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại, nhân rộng mô hình tổ đội ngư dân đoàn kết khai thác trên biển để hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác. Đồng thời, ngành nông nghiệp phối hợp với các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, gắn với dự báo thông tin ngư trường để ngư dân được biết và sớm có kế hoạch di chuyển tàu cá khai thác hợp lý, hiệu quả. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật của nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đối với từng vùng biển. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết toàn tỉnh hiện có 272 cửa hàng xăng dầu đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, chiếm 64% tổng số cửa hàng với 975 cột bơm. Bên cạnh đó, có 149 cửa hàng, 486 cột bơm chưa thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Trong đó, số cửa hàng xăng dầu có cột bơm, có tính năng điện tử, có khả năng kết nối dữ liệu trên trụ bơm với máy tính để lập hóa đơn theo quy định là 120 cửa hàng, 432 cột bơm. Hiện có 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ hóa đơn điện tử đã liên hệ với ngành thuế để phối hợp hỗ trợ các đơn vị kinh doanh xăng dầu triển khai thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này vẫn còn một số khó khăn. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 421 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với 1.461 cột bơm. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp xăng dầu để triển khai thực hiện hoặc cam kết thực hiện quy định của chính phủ và ngành thuế. Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận vừa thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, người dân phản ánh về tình hình vận tải đường bộ như tăng giá vé, xe dụ, bến cóc có thể liên hệ qua các số điện thoại 0964-781-717, ông Vũ Quang Tâm, trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải 0937-410-878, ông Nguyễn Văn Mộc, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ qua số 0918-043-300, ông Phạm Thông, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh. Người dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, chèn ép khách, chở quá số người quy định, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông, liên hệ qua số 0259-382-3309, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh.
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động trên địa bàn, trong đó nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ trong dịp Tết từ các chương trình nhân ái. Đến nay, tỉnh Kon Tum có trên 3.000 đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, trong đó có kinh phí từ các tổ chức công đoàn và lãnh đạo đảng nhà nước hỗ trợ. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công chợ Tết công đoàn, tặng gần 2.000 phiếu mua hàng cho công nhân, người lao động. Các doanh nghiệp trên địa bàn cơ bản thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng Tết và đảm bảo việc làm ổn định cho công nhân, lao động. Hiện nay, công đoàn các cấp đang tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để chăm lo cho người lao động với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Các hoạt động chăm lo Tết do Liên đoàn Lao động tổ chức có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình quan hệ lao động nói chung, đặc biệt hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, nhất là những hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm. Đây còn là nguồn động viên để đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phần cuối bản tin Ninh Thuận ngày mới hôm nay là tin tức về phòng cháy chữa cháy. Sáng ngày 5 tháng 2, trên đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt đã xảy ra một vụ cháy nhà dân trong khu dân cư. Vụ việc đã được phát hiện và xử lý kịp thời, không gây thương vong về người. Thông tin ban đầu cho thấy vào khoảng 9 giờ, ngọn lửa bùng phát từ khu vực thờ cúng của gia đình ông Lưu Công Châu ở hẻm 23-1 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt, sau đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Lâm Đồng đã lập tức điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương xử lý nguồn cháy, không cho cháy lan ra các nhà dân xung quanh. Sau 10 phút tích cực chữa cháy, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế và không xảy ra thiệt hại về người. Trước mắt, cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình ông Châu 7 triệu đồng để khắc phục hậu quả của vụ cháy. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Lâm Đồng, những ngày giáp Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường sản xuất để hoàn thành kế hoạch nguyên vật liệu, hàng hóa tập kết lớn, dẫn đến việc tiêu thụ điện, nhiên liệu tăng cao làm nguy cơ cháy nổ tăng cao, dễ xảy ra những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô và Tết Nguyên đán 2024, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân còn tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy nổ, còn thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun, cẩn trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã, không chứa những vật dụng dễ cháy và tự trang bị phương tiện chữa cháy để phòng cháy xảy ra. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận bay thay đổi, chủ yếu không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương sáng quanh ta. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Thưa quý vị và các bạn, được trở thành phi công lái máy bay quân sự là niềm vinh dự tự hào của rất nhiều phi công trẻ của quân chủng phòng không không quân. Họ luôn có tinh thần quyết tâm rất cao trong học tập, huấn luyện để hiện thực ước mơ bay, chinh phục bầu trời, đóng góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Với Đại úy Lê Văn Tùng, Phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, chính quyết tâm và niềm đam mê đã giúp anh thành công với khát vọng chinh phục bầu trời. Hơn 30 tuổi đời, 8 năm tuổi nghề, anh đã được chỉ huy đơn vị ghi nhận là một trong những phi công mũi nhọn xuất sắc nhất của đơn vị và được vinh danh là gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023. Công tác tại Trung đoàn Không quân 937 đóng quân tại tỉnh Ninh Thuận, khó khăn lớn đối với những phi công trẻ như Lê Văn Tùng, đó là điều kiện thời tiết, khí hậu vùng nắng gió khắc nghiệt, diễn biến khí tượng thay đổi thất thường gây khó cho công tác dự báo. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh thường xuyên học hỏi, nghiên cứu, nắm vững các kiến thức chuyên ngành, kỹ thuật hàng không, khí tượng, dẫn đường. Trong quá trình bay, kết hợp vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, linh hoạt mới có thể làm chủ được vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trong công tác huấn luyện bay thì bản thân tôi phải tích lũy được những kinh nghiệm của các người thế hệ, các anh đi trước, của các thủ trưởng trung đoàn, các người giáo viên bay đã chỉ dẫn cho tôi. Và từ đó thì bản thân tôi qua những chuyến bay thì có những đúc rút kinh nghiệm cho chính cá bản thân mình để hoàn thành được cái nhiệm vụ.
Gần 8 năm tuổi nghề, Đại úy Lê Văn Tùng đã có hơn 630 giờ bay tích lũy trên máy bay Su-22. Anh thường xuyên tham gia làm nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu, bay nhiệm vụ trinh sát tuần tiễu trên đất trên biển. Đặc biệt, nhiều nhiệm vụ khó như tham gia bay bắn ném bom, đạn thật. Tinh thần ham bay, say học của anh có sức lan tỏa lớn đến các thế hệ phi công của phi đội. Đồng chí Tùng vừa là thế hệ người anh, vừa là cán bộ phi đội, luôn quan tâm giúp đỡ đồng chí đồng đội, thường xuyên chỉ bảo hướng dẫn cho anh em phi công trẻ trong phi đội về kiến thức về lý thuyết bài bay, về các động tác thực hành bay. Đồng chí Tùng là một trong những phi công mũi nhọn xuất sắc của trung đoàn trong quá trình thực hiện tất cả các nhiệm vụ của cấp trên, của sư đoàn cũng như của trung đoàn giao cho, luôn luôn thực hiện tốt tất cả các nội dung bài bay, từ bay huấn luyện cho đến ứng dụng chiến đấu trên đất, trên biển, và thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình tổ chức bắn ném bom đạn thật hay tổ chức các cuộc diễn tập mà cấp trên tổ chức đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được thành tích rất là cao. Với trình độ chuyên môn ngày càng vững chắc, Đại úy Lê Văn Tùng đón nhận tin vui, chuẩn bị được phong danh hiệu phi công quân sự cấp 2, thành tích thể hiện bản lĩnh vững vàng của một người phi công trẻ. Với Lê Văn Tùng, đây là nền tảng để anh nối dài đam mê chinh phục bầu trời, góp sức cùng đơn vị, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển đảo và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Vừa rồi là một gương sáng quanh ta, sau đây biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục điểm báo sáng nay. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn anh Sơn. Trình chính phủ tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7, thông tin đăng tải trên tờ VN Express sẽ mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay. Bài báo cho biết, Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa đề xuất chính phủ tăng lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp thêm 6% mỗi tháng, bình quân 238.000 đồng từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, mức lương tối thiểu tháng được đề xuất tăng 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy từng vùng. Cụ thể, lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu, vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 là 3,45 triệu. Lương hiện hành các vùng đang dao động 3,25 đến 4,68 triệu đồng. Lương tối thiểu giờ tăng tương ứng 6%, dao động 16.600 đến 23.800 đồng. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng, vùng 2 lên 21.200 đồng, vùng 3 lên 18.600 đồng, vùng 4 lên 16.600 đồng. Hội đồng Tiền lương Quốc gia kiến nghị tăng từ ngày 1 tháng 7 để đồng bộ với cải cách tiền lương khu vực công và đủ thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị nguồn tài chính. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần thứ 2 trong 4 năm lương tối thiểu vùng tăng vào đầu tháng 7. Sau kỳ điều chỉnh hồi ngày 1 tháng 7 năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thông lệ, hơn 10 năm qua, lương tối thiểu vùng thường tăng vào ngày 1 tháng 1. Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải bài viết với nhan đề kiên quyết xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Theo đó, tại cuộc họp lần thứ 9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU vừa được diễn ra, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành địa phương giải quyết dứt điểm các tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ tư vào tháng 10 năm 2023, bảo đảm có kết quả, số liệu chứng minh cụ thể để làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 5, dự kiến vào tháng 4 năm 2024. Các tỉnh có tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, xử lý từ đầu năm 2023 đến nay còn khẩn trương rà soát hồ sơ, ra quyết định xử phạt dứt điểm các trường hợp vi phạm còn thời hạn, thời hiệu hoàn thành trước tháng 4 năm 2024. Quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá xuất nhập bến, tổng rà soát số lượng thực tế tàu cá, kể cả tàu của tỉnh và ngoài tỉnh neo đậu, hoạt động ra vào bến tại địa phương, thống kê danh sách nhóm tàu cá 30, tàu cá không đủ điều kiện để theo dõi, quản lý đội tàu đảm bảo không khai thác IUU. Thử nghiệm thu phí không dừng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ ngày 6 tháng 2, thông tin được đăng tải trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Theo thông báo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2024 sẽ triển khai thử nghiệm thu không tiền mặt và thu không dừng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
việc triển khai thử nghiệm thu không tiền mặt và thu không dừng tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng hàng không quốc tế Nội Bài được thực hiện theo công điện số 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết thêm, việc áp dụng thu phí dưới hình thức điện tử không dừng là cách thu phí không làm thay đổi loại hình dịch vụ cũng như mức giá dịch vụ, và việc áp dụng thu phí theo hình thức điện tử không dừng là phù hợp với nhu cầu quản lý hoạt động giao thông nội cảng hàng không, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của nhà nước. Báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải thông tin với nhan đề Hàng không theo dõi thời tiết, tăng cường đảm bảo an toàn bay dịp Tết. Theo bài báo, trong những ngày qua, hiện tượng sương mù đã gây ảnh hưởng đến hoạt động bay tại các sân bay khu vực phía Bắc. Nhiều chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh hoặc bị hoãn, chậm giờ. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các cảng hàng không, thông báo kịp thời và có phương án phục vụ hành khách trong trường hợp thay đổi kế hoạch vận chuyển. Hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các hãng hàng không, các cảng hàng không để có thể bổ sung tải cung ứng. Dự kiến từ 2 đến 3 chuyến bay trên một ngày trên một số đường bay nóng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Bên cạnh sự chủ động trong việc triển khai các phương án, kế hoạch bay tại các cảng hàng không, mỗi người dân, hành khách khi đến sân bay làm thủ tục cũng cần nâng cao ý thức tuân thủ mọi nguyên tắc an ninh tại sân bay để mỗi chuyến bay đều an toàn, để mọi người có một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn và ấm áp. Một điểm báo tạm dừng tại đây, tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới. Biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vườn nho Ba Mọi ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ba Mọi. Dạ, ok. Xin chào quý vị và các bạn đến với một điểm đến Ninh Thuận. Hiện tại Lan Vy đang có mặt tại vườn nho Ba Mọi, bên cạnh những địa điểm du lịch như vườn quốc gia núi Chú Vịnh Vĩnh Hy hay vườn trái cây Lâm Sơn, thì vườn nho là địa điểm mà du khách rất thích được check in ở nơi đây. Và ở đây có gì thú vị, chúng ta cùng khám phá nhé. Vườn nho Ba Mọi tọa lạc ở thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm Phan Rang tầm 7 km. Đây được xem là một trong những khu du lịch sinh thái nổi tiếng và cũng là một trong những vườn nho đầu tiên trong cụm làng nghề trồng nho tại vùng đất Ninh Thuận. Rời xa nhịp sống vội vã đến với vườn nho Ba Mọi, bạn có thể thỏa thích tận hưởng không khí trong lành ngay từ khi bước chân vào bên trong vườn. Bạn cảm thấy rất dễ chịu trước hương thơm của những quả nho chín mọng, những chùm nho xanh mọng nước lủng lẳng trên đầu. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống đẹp vô cùng. Điều đặc biệt ở đây, khi đứng bất cứ ngóc ngách nào trong vườn thì bạn sẽ tạo được cho mình một album ảnh để đời. Hãy cùng bạn bè tạo những kiểu ảnh lạ và độc đáo khi đến thăm vườn nhé. Mọi người hay gọi chủ vườn nho ở đây với cái tên thân mật gần gũi với hai từ là bác Ba. Bác Ba tên đầy đủ là Nguyễn Văn Mọi, và kế bên cạnh vì đây chính là bác Ba, chủ vườn nho Ba Mọi. Dạ, xin chào bác. Theo Lan Vy được biết là vườn nho ở đây đã có từ rất là lâu đời. Vậy bác Ba có thể cho Lan Vy và mọi người đều biết là vườn nho có từ khi nào và ý tưởng hình thành cái du lịch sinh thái này không ạ? Chúng tôi bắt đầu canh tác nho từ năm 1980. Và đến năm 1987 là bắt đầu theo hướng nho an toàn. Đến năm 2005 là bắt đầu là thực hiện theo hướng Việt Gáp. Và khi mà chúng tôi đã thực hiện theo hướng Việt Gáp rồi, thì chúng tôi bắt đầu chuyển sang theo hướng là du lịch, quảng bá cái trái nho của Ninh Thuận cho khắp cả nước, cho người tiêu dùng được biết. Ngoài ra đó cũng là một cái cách để mà bà con người ta có điều kiện để tiêu thụ cái sản phẩm nho của chúng tôi. Dạ, vậy bác Ba có thể cho biết là
Vườn của mình rộng bao nhiêu hecta và trồng được bao nhiêu loại nho không ạ? Ở đây thì chúng tôi có tổng cộng là 2 hecta. Và hiện nay thì chúng tôi có trồng được 7 loại giống. Trong đó có 5 giống để ăn tươi và 2 giống để làm rượu vang. Ngoài nho ra thì Lan Vy thấy mình có là mứt nho và rượu nho. Thì bác Ba có thể giới thiệu thêm về sản phẩm này không ạ? Ngoài cái nho ăn tươi ra, thực tế ra nho thì ở đây từ nho ra thì chúng tôi có nước ép nho lên men, rồi rượu nho và nho khô, và đặc biệt là có nho rendi, tức là nho có liều lượng độ cồn cao. Cảm ơn bác Ba về những chia sẻ vừa rồi. Công ty sản xuất thương mại dịch vụ quá mọi. Dạ, ok. Một điều rất được du khách yêu thích khi tham quan vườn nho Ba Mọi là được thưởng thức nho, mứt nho, siro, rượu nho hoàn toàn miễn phí. Bạn sẽ cùng ăn nho với bạn bè hay trò chuyện cùng bác Ba Mọi để hiểu biết thêm về các loại nho ở vườn. Ngoài ra, bạn còn được bác Ba chia sẻ cách phân biệt nho Ninh Thuận và các loại nho nhập khẩu trên thị trường hiện nay. Sau khi tham quan vườn nho tự do chợ Bảnh thưởng thức nho thì bạn có thể mua nho Ninh Thuận về làm quà nữa đấy nhé. Cảm giác mua trái cây ngay tại vườn vừa tươi ngon, giá thành rẻ, rất ưng bụng phải không nào? Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc hiệu quả. Hoàng Phát và Ánh Xuân thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 2 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, chủ yếu không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường.